Tu trừ bỏ niệm Phật cho đến niệm hơi thở cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng vô thường cho đến tưởng diệt cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng ngã cho đến tưởng kiến giả cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng duyên khởi và tưởng phi duyên khởi cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng thường lạc ngã tịnh và tưởng vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tám giải thoát cho đến 10 biến xứ cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng thánh đế và tưởng phi thánh đế cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tam ma địa có tầm có tứ, tam ma địa không tầm có tứ, tam ma địa không tầm không tứ cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ thánh đế khổ tập diệt đạo cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ khổ trí cho đến như thuyết trí cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ chân như cho đến cảnh giới bất tư lì cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tịnh quán địa cho đến Như Lai địa cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ cực hỷ địa cho đến giác vân địa cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tất cả hạnh của đại bồ tát cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ trí nhất thiết trí cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đại bồ tát tu trừ bỏ sắc cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa? Tu trừ bỏ thọ tưởng hành thức cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Nói rộng cho đến trừ bỏ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ trí nhất thiết trí cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy: Này thiện hiện, các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, nếu nghĩ có sắc và có sự tu này thì chẳng phải trừ bỏ sắc, chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có thọ tưởng hành thức và có sự tu này thì chẳng phải trừ bỏ thọ tưởng hành thức, chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nói rộng cho đến nếu nghĩ có đoạn trừ vĩnh viễn sự tiếp tục của tập khí phiền não và có sự tu này thì